Và mình đã được bật kiếm tiền vào ngày 29 tháng 12 2018. Đây các bạn, mình là loại người là không thích nói nhiều và chỉ thích chứng minh thôi. Đây, tháng này mình đã kiếm được 232 đô. Hello, xin chào, chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quốc Bảo đây. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cái thủ thuật bật kiếm tiền cho website nhanh nhất có thể. Thì mình đã có ra ba cái video vào nào. Ví dụ cái video thứ nhất đó là 7 triệu một tháng, kiếm 7 triệu một tháng với website của mình. Cái video thứ hai là tạo hướng dẫn tạo website kiếm tiền. Cái video thứ ba đó là hướng dẫn bật kiếm tiền. Thì ba cái này cũng đều quan trọng với nhau, nhưng mà cái cuối cùng là cái quan trọng nhất là làm sao để được Google duyệt nhanh nhất, là để chúng ta kiếm tiền nhanh nhất. Thì video này thì mình sẽ làm về cái đó. Rồi, trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem. Thì website mình đã có quảng cáo rồi nha, quảng cáo của Google luôn nè, quảng cáo của Google luôn, thấy chưa? Đấy. Thì website của mình được tạo vào ngày 14 tháng 12 2018. Đấy. Và mình đã được bật kiếm tiền vào ngày 29 tháng 12 2018. Là vỏn vẹn khoảng bao nhiêu ngày ta? Bao 15 ngày. Vỏn vẹn trong 15 ngày mình đã bật kiếm tiền. Thì mình cho bạn xem luôn. Thì website của mình một ngày khoảng tầm 300 view. Đúng chưa? Thì điều kiện của Google này á, website của bạn là một ngày phải được trên 100 view, 1 đến 200 view. Điều kiện là website phải tạo trên 10 ngày. Thì quá dễ rồi đúng không? Thì mình cho bạn xem luôn nè. Cái bài viết đầu tiên của mình đó là đọc báo kiếm tiền, làm việc kiếm tiền online, và xuất bản ngày là 15 tháng 12, sau một ngày mình tạo web, là mình tạo website, mình tạo trong vòng một ngày thôi. Đấy. Mình tạo trong một ngày xong thì mình đăng một bài. Sau đó mình cứ đăng, mình ra liên tục luôn. Đấy. Thì mình chứng minh là trong vòng 15 ngày mình đã bật kiếm tiền, mình đã được Google nè. Chúc mừng bạn đăng ký thành công rồi nè chưa. Và quảng cáo đã xuất hiện trên website của bạn. Đấy, vậy là thành công, là khá thành công mỹ mãn rồi. Và như mình thường mỗi tháng mình đã nhận được thanh toán nè. Cho các bạn nào mà không tin thì mình sẽ không giải thích nhiều đâu. Mình thường là không muốn giải thích nhiều, mình chỉ cho các bạn xem luôn thành quả của mình. Nói nhiều cũng không hay, nhưng mà mình sẽ show thành quả ra. Đây, kiểm tra thanh toán đây của bạn. Chúng tôi gửi thanh toán của bạn Google AdSense vào ngày 21 tháng 3. Mới nhận mấy tháng trước luôn. Tháng trước nhận được 100 mấy chục đô đó, tháng này nhận được 231 đô. Đây các bạn, mình là loại người là không thích nói nhiều và chỉ thích chứng minh thôi. Đây, tháng này mình đã kiếm được 232 đô. Thì mình cũng không phải là người nổi tiếng gì cho lắm, nhưng mà một số tiền này á thì mình có thể đủ trang trải cho cuộc sống của mình. Hiện tại mình cũng là sinh viên nào mà, thì cũng đủ trang trải cho cuộc sống của mình, như là ăn uống, đổ xăng, cà phê nào thì mình đủ rồi, đúng chưa? Thì nó sẽ thanh toán vào ngày 21 tháng, giống như trên đơn nè, ngày 21 tháng 4 thì mình sẽ được thanh toán thêm một lần nữa. Rồi, cái này là cái biên lai hóa đơn thanh toán tháng trước. Rồi, thì nãy giờ mình nói chưa nói gì cái vấn đề làm sao để kiếm tiền nhanh, thì mình sẽ vô vấn đề chính luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bú phem. Đây, thì mình đã có làm một cái nè. Website của mình tạo được bật kiếm tiền lâu lắm không? Thì mình bú phem. Bú phem bằng cách nào? Là mình viết một bài viết về Sơn Tùng. Thì cái này rất là dễ lắm, mình chỉ giúp nè. Bạn lên Google cho mình, Google. Bạn gõ cái từ khóa là ảnh Sơn Tùng. Đấy, hình ảnh. Thì bạn chỉ cần tổng hợp lại như bài viết của mình đã viết nè. Phong cách Sơn Tùng thời trang năm 2019. Thấy chưa? Thì năm 2019 này á, thì mình đã làm một viết này và được khá nhiều view luôn. Bạn chỉ cần tổng hợp lại, bạn lấy lên Google, bạn gõ, bạn tổng hợp lại thôi. Tổng hợp lại hình ảnh Sơn Tùng năm 2021 đi, đúng chưa? Chỉ cần download những hình ảnh của Sơn Tùng này, như mặc đồ đẹp này nọ, phong cách của Sơn Tùng năm 2021 đó. Bạn chỉ cần viết một bài tổng hợp về một bài thôi. Đấy. Rồi, khi bạn viết xong, bạn đăng lên thành công rồi, đúng chưa? Thì làm sao để được nhiều view? Dù bạn là người không nổi tiếng thì bạn vẫn có thể kiếm được nhiều view, 1 đến 5 ngàn view một ngày. Khá dễ. Thì làm sao mình nói đó, mình đã từng làm rồi. Mình đã kiếm được tiền rồi, mình đã kiếm được view rồi, như vậy luôn. Thì bạn chỉ cần viết xong thôi, thì bạn lên Google, bạn gõ cho mình FC Sơn Tùng MTB cho mình. MTB. Gõ đúng như vậy. Đây, hiện tại có cái nhóm là 195.000 thành viên nè. Mình thì mình đã tham gia vào nhóm này 2 năm trước. Thì bạn chỉ cần thêm vào nhóm, yêu cầu vào nhóm. Sau đó, bạn chỉ cần lấy link của bài viết của bạn. Ví dụ link của bài này đi. Mình chỉ cần copy cái link này. Bạn làm bằng bát vô thôi, mình sẽ làm thử cho bạn xem luôn nha. Đây, thì mình sẽ copy cái link cho bạn xem. Copy link.
Rồi mình chỉ cần dán vào đây thôi, viết bài và dán vào thì nó sẽ hiện lên cái hình của bài viết này. Thì cách tạo website và cách bật kiếm tiền và cách dán quảng cáo vào website thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Bây giờ bước này là bước quan trọng lắm nó. Khi còn dán vào thì nó sẽ hiện lên một cái không gì hình gì thôi. Người ta duyệt khi mà AD của cái nhóm này duyệt xong thì xác định đi view nó lên ầm ầm luôn. Tại vì những Sky á, fan Sơn Tùng rất thích xem những ảnh Sơn Tùng. Đấy, giống như gọi là cái chào lưu á. Mình bú fan mà, phải không? Chào lưu mà làm ảnh chụp đẹp đẹp vô thì sẽ có nhiều người xem thôi. Những đứa con gái trong đây đa số là Sky toàn gái là nhiều, họ thích thích rất thích xem. Đấy, thì có nhóm 195 người đây bạn đăng một bài ít nhất là 2 đến 3 ngàn người người ta xem. Có khi một chục ngàn người ta xem luôn. Đấy. Như vậy thôi quá là dễ luôn đúng không? Thì mình có viết mình có bú fan một nhiều lắm, vì Sơn Tùng nhiều lắm. Như là phong cách Sơn Tùng nè, những giải thưởng Sơn Tùng nó đạt được nè, những scandal đạo nhạc của Sơn Tùng nè, cách xê nổi tiếng nè, hậu trường MV chạy ngay đi của Sơn Tùng đã chưa? Khá là nhiều luôn. Đấy, và mình có làm thêm một cái series nữa, series đó là ảnh về One B, Bo Hancock, thì bạn biết chưa? Bạn biết nghe dạng này không? Thì bạn có từ khóa có like Bo Hancock cho mình. Đấy, thì bạn kéo xuống, thì bạn sẽ thấy mình, đây nè, mình đứng ở top mấy tầm 1, 2, 3, 4, 5, mình đứng ở top 5 trên Google về từ khóa này. Thì website mình rất là nhỏ, mình thua những người này luôn, nhưng mà mình đã đứng được ở top 5, vậy mình nói, viết xong, ghi từ đời xong. Rồi, bạn muốn được nhiều view thì lên nhóm 1B. Đấy. Tìm nhóm 1B. Rồi, xin vào mấy cái nhóm như là 1 triệu người nè, đúng chưa? Xin vào nhóm triệu người, nếu mà mình vào được á, mình đăng bài mà họ duyệt một cái thì xác định luôn mấy trăm mấy chục ngàn view một ngày chứ là những chuyện nhỏ thôi luôn á. Đấy. Thì mình đã hướng dẫn các bạn sơ sơ hết trơn rồi đó. Rồi. Như vậy là xong. Còn bạn nào mà muốn mình giúp cái gì nữa, muốn mình ra video về cái gì nữa thì cứ để lại comment phía dưới video thì mình sẽ làm theo nhu cầu của bạn. Rồi, thì cảm ơn bạn đã xem video này. Bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh nha. Bye bye.